Đây là xe tư binh nha các bạn, xe đổi tư binh của đội tư binh tổ Quần Kỳ, chở Quần Kỳ để đưa các đồng chí về nơi những vùng nhà. Đây những hình ảnh của các xe đây. Các đồng chí cùng theo dõi nhau. Đây. Đúng 7 giờ rưỡi đoàn sẽ di quan đồng chí Phan Thị Ron, hội viên của chúng binh về nơi nghỉ cùng nha. Rồi các đồng chí cùng bà con chúng ta theo dõi những thức phiên mà tổ tư binh thực hiện nghi thức đưa đi nha. Vị trí nhà tang lễ trước cổng tổ nhân dân số 568 chị. Đây là những cán bộ hội viên của xã Phú Hội. Hướng lên nơi lắng nghe, có sanh có tử có luân hồi, không sanh ngàn vô đúng rồi, ba người ngàn sao lên cận. Rồi đi chưa
tin mình đi, đủ 5 người xe thôi nha. Sốc, sốc, sốc. Kính thưa các đồng chí, các bạn, bây giờ là 8:10 thì linh cữu của đồng chí Phan Thị Loan đã được ra khỏi nhà, và tổ chức binh chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành là nghi thức mở đường để đưa linh cữu là đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời các đồng chí cùng theo dõi nha. Rồi, mời các đồng chí lên xe. Các anh chị quý vị nào đang xem. Rồi mời các anh chị cùng theo dõi nha. Rồi đó. Chào các anh chị nha. Bây giờ tổ tụi mình bắt đầu lên đường nha. Xe bắt đầu xuất phát nha các anh chị. Mời các anh chị cùng theo dõi nha. Hiện chút chị đi là chúng tôi đã bật trời hú rồi, đèn ưu tiên rồi quá nha rồi. Bắt đầu lên đường. Oh,
quay con mía vậy hả? Ủa sao đi cầu Văn Lò là sao? Chứ phải cầu ấy hả? Đi cầu Văn Lò hả? Cầu Văn Lò là cầu này á. Đúng rồi, đúng rồi. Tám giờ 5 phút là đoàn chúng tôi đã đến chỗ nơi đưa đồng chí Phan Thị Ron về nơi cuối cùng nha. Đây là tổ tu binh đang trên đường đến để chuẩn bị thực hiện nghi thức lễ đưa quân kỳ xuống. Quá đi. Linh cũ chưa xuống mà sợ vậy? Rồi qua đi. Rồi 8:05 là linh cữu của đồng chí Phan Thị Ron đã được đưa xuống xe tang nha các đồng chí nha. Bây giờ đây là những hình ảnh các đồng chí, chúng mình các đồng chí ở đây là những người thân, người gia đình của đồng chí Phan Thị Ron, hội viên hội cựu chiến binh xã Phú Hội ha. Ở phía sau gia đình thì là tổ thư binh, tổ quân kỳ và tất cả các đồng chí trong cán bộ hội viên của chiến binh của xã Phú Hội cùng đưa tiễn đồng chí Phan Thị Ron về nơi nghỉ cuối cùng ha. Đây mời các đồng chí cùng theo dõi. Đây, 8:05 là linh cữu của đồng chí Phan Thị Ron được đưa xuống xe thang nha. Trên linh cữu của đồng chí Phan Thị Ron thì có một lá quân kỳ, một quyết thắng của cựu chiến binh là những người lính vinh dự nhất khi ngã xuống là được phủ cái quân kỳ quyết thắng nha các đồng chí. Rồi các đồng chí cùng theo dõi nha. Có một lá cờ quyết thắng của hội cựu chiến binh Việt Nam. Ủa, cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì?
nhóm đồng đội luôn tới rồi, tới rồi, tới rồi, báo cáo các đồng chí là đây là khuôn viên là nơi ăn nghỉ cuối cùng của đồng chí Phan Thị Ron, hội viên cựu chiến binh xã hội. Ngày nay giờ phút này là chúng tôi là vĩnh viễn là không thấy nhìn thấy đồng chí Ron nữa. Đồng chí sẽ về nơi hội vinh hằng. Thì mong linh hồn của đồng chí Phan Thị Ron được ăn nghỉ nơi ăn nghỉ cuối cùng thật là coi như là thoải mái, ủng hộ cho anh em chúng tôi. Ok. Đây. Đây là công viên nơi đồng chí Ron nằm xuống nha các đồng chí. Dạ chờ thế em biết rồi, Sang đâu rồi? Sang ơi. Không phải mình rút tờ đi để rút không báo ai được. Rút xuống đi ta. Rồi, Phang. Vô. Giờ nghi thức thu quân kỳ vũ thắng là của hội cựu chiến binh xã Phú Hội để đưa đồng chí Phan Thị Ron về nơi nghỉ cuối cùng là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt tổ tư binh hội cựu chiến binh huyện chúc các đồng chí cùng toàn thể tang lễ được dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại.